Đó là rào cản về xuất phát điểm khi mà mình chọn những cái công việc cho mình. Tại vì anh cũng biết là một cái bạn nhỏ được nuôi dạy và lớn lên từ những cái mái ấm nhà mở, thì trong cái hành trình mà tụi em lớn lên á, luôn nhận được tình yêu thương của xã hội, của những cái anh chị, những mẹ, những dì trong mái ấm. Tuy nhiên khi mà tụi em bắt đầu lớn lên rồi thì buộc những bạn giống như Hùng sẽ phải tự làm chủ cuộc đời mình. Và lúc đó tụi Hùng sẽ phải hoàn toàn tự quyết định và chịu trách nhiệm với chính cái lựa chọn của mình. Theo em lúc đó em luôn luôn mặc cảm anh. Tại vì em sẽ nghĩ là nếu em theo công việc này thì đầu tiên ai sẽ là người hướng dẫn cho em? Chắc chắn rồi, không có ai trong làng để theo đuổi cái công việc đó cả. Và cái thế giới mà mình gọi là nghệ thuật hoặc là người của công chúng, nó là một cái gì nó rất xa vời với mình. Và điều đó nó dẫn đến một cái quyết định của em vào năm 18 tuổi là thay vì chọn học trường sân khấu là cái trường mà em đã đậu vào đầu vào Á Khoa, nhưng em không học và em chọn học theo cái lời khuyên của mẹ nuôi dạy em. Thì mãi cho đến năm vừa rồi, khi mà em được bén duyên với một cuộc thi về dựng chương trình của đài truyền hình, thì lúc đó em mới dám tin vào bản thân mình. Và trong cái bài nói của em, trong cái phần thi của mình á, em có một cái câu là hãy bắt đầu ước mơ của mình ngay từ bây giờ, chứ đừng để đến năm 30 tuổi như em. Và rõ ràng là khi em bắt đầu được làm cái công việc này thì các em của em cũng rất là yêu thích cái hình ảnh của em như vậy. Thế nhưng khi mà bắt đầu kết nối rộng hơn với tất cả các bạn, bắt đầu mình có những cái kết nối ở trong nghề của mình về làng, cơ bản nhất thì trong những cái sự sinh hoạt giao lưu tập thể, thì các em không dám mạnh dạn để mà kết nối với tất cả các cô chú hay anh chị đến làng. Các em hơi bị thụ động, mà mình nhìn thấy hình ảnh của mình của những năm về trước. Và đặc biệt là trong một cái sự kiện gần đây, khi mà các cô chú đến và hỏi là ước mơ của các con là gì, thì thường các bạn sẽ im lặng và các bạn không dám trả lời. Thì đó là một trong những cái điều em cứ đau đáu. Tại vì như Ly ngồi đây, Ly nghe câu chuyện này nó cũng khá xem tương đồng với Ly, nhưng mà nó chỉ khác là về cái xuất phát điểm của nền tảng gia đình nó khác nhau thôi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi mà Ly ngồi đây, Ly vẫn luôn phải công nhận là như Ly hay Hùng, mình vẫn có một điều khác hơn những người khác là mình may mắn hơn. May mắn nó vẫn luôn là một yếu tố tồn tại trong cuộc đời của mình. Nên rất khó để làm sao mà biến một cuộc đời của một người khác giống như mình mà họ có đủ tự tin và can đảm bước ra. Nó cần sự kiên nhẫn rất nhiều đối với Ly. Tại vì Ly có thể nói rất rõ về câu chuyện của cuộc đời mình, tại vì nó là của mình. Dù tốt dù xấu sẽ tự mình là người chịu trách nhiệm. Nhưng mà Ly nghĩ khi mà bắt đầu mình có sự ảnh hưởng tới bất kỳ một cộng đồng nào đó, nó nhiều trách nhiệm vô cùng. Và cái áp lực đó là một cái điều vô hình mà mình không thể nào mình diễn tả được. Tự nhiên Ly nghe câu chuyện xong Ly khó tả quá, Ly không biết làm sao. Mà thực sự Hùng muốn làm điều này á, Ly chỉ nghĩ mất rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Nếu như Ly là Hùng á, đưa những anh chị, những người họ chỉ vừa mới tới một lần á, nó rất khó để chạm tới cái góc tối sâu bên trong con người họ. Như hồi Ly làm dự án Empower Women Asia, mình phải có thời gian mình sống, mình ở trên đó. Ly đi dự án này thường phải ở 3, 5, 7 ngày một tuần, mình sống để mình hiểu, mình cảm giác được là cái nơi đó, à cái đối phương đó, cái người mình đang cần muốn giúp đỡ họ cần gì mới là điều quan trọng nhất. Thay vì mình mang tới một cái case của mình rằng là à em làm được như này, tất cả mọi thứ như này, nhưng mà nó đâu có phù hợp với người đó. Nên ra Ly nghĩ là nếu như Ly là Hùng, Ly nghĩ là phải cần mất rất nhiều thời gian để mình chạm được vào, để mình được thấu hiểu thực sự, một cách thực sự như một người thân trong gia đình, để có thể giúp các em đẩy được cái nội tại bên trong của họ. Họ dám hé hé mở cửa ra thôi, hé hé mở cửa ra đến khi họ chính họ mới là người quyết định mở cửa ra. Nên là Ly nghĩ là Hùng phải cần rất là nhiều quyết tâm, và Ly tin chắc là cái điều mà Hùng đang muốn làm cho các em của mình là một điều cực kỳ cao cả. Vừa rồi trong cái...